Mến chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, cô sẽ nói về bài 46, máy biến áp một pha. Như các em đã biết, nguồn điện của mạng điện trong nhà của chúng ta thì có mức điện áp là 220V. Vậy, làm thế nào để có thể sử dụng được quạt điện có nguồn điện áp là 110V? Biện pháp đó chính là sử dụng máy biến áp một pha. Đây là hình ảnh của máy biến áp một pha. Vậy thì máy biến áp một pha nó sẽ có làm nhiệm vụ gì? Đó là biến đổi điện áp dòng điện 220V của mạng điện trong nhà xuống còn điện áp 110V cho phù hợp với quạt điện. Vậy thì chức năng chung của máy biến áp đó chính là biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. Để biết được cấu tạo cũng như là các số liệu kỹ thuật của máy biến áp một pha thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 46. Nội dung có các nội dung sau: một nhỏ, cấu tạo; 2, nguyên lý làm việc; 3, số liệu kỹ thuật; 4, sử dụng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần cấu tạo của máy biến áp một. Cô mời lớp quan sát. Đây là hình dáng của máy biến áp một pha. Cấu tạo bên ngoài của nó bao gồm có các bộ phận, gồm có 1, 2 ổ lấy điện ra. Ở đây có hai giá trị 220 và 110V. Như trường hợp của quạt điện, như lúc đầu bài chúng ta nói đó, quạt điện điện áp 110V thì sẽ được cắm vào ổ điện đầu ra là 110V đây, hai ổ lấy điện đầu ra 110V đây. Và chui cắm điện này dĩ nhiên là phải được cắm vào nguồn điện ha các em ha. Cắm vào nguồn điện của mạng điện trong nhà là 220, là điện áp đầu ra lúc này sẽ là 110. Bộ phận thứ hai là von kế. Von kế dùng để đo điện áp. Thứ ba là ampe kế, dùng để đo dòng điện định mức. Số 4 là núm điều chỉnh, và nó sẽ dùng điều chỉnh điện áp đầu ra. Thứ năm là aptomat, dùng để đóng ngắt hoặc là chức năng bảo vệ cho máy biến áp. Đó là cấu tạo bên ngoài. Xét về cấu tạo bên trong, đây là hình dáng bên trong của máy biến áp một pha. Cấu tạo bên trong gồm có hai bộ phận, đó chính là lõi thép và đây là dây quấn. Có hai bộ phận chính, đó là lõi thép và dây quấn. Nói về phần lõi thép, đây là lõi thép. Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện. Đây là các lá thép kỹ thuật điện nha các em ha. Có rất nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại để tạo thành một khối. Trên các lá thép, người ta sẽ tráng một lớp cách điện. Đây là nội dung các em cần nhớ. Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện, có lớp cách điện và dùng để ghép lại thành một khối. Như những bài trước mà chúng ta học đó, vật liệu kỹ thuật điện thì có 3 loại: dẫn điện, cách điện, dẫn từ. Thì đối với vật liệu dẫn từ thì đại diện đó chính là thép kỹ thuật điện. Thép kỹ thuật điện sẽ có chức năng là dẫn từ. Vậy lõi thép sẽ có chức năng là dẫn từ. Bộ phận thứ hai đó chính là dây quấn. Đây là dây quấn của máy biến áp một pha. Dây quấn được làm bằng dây điện từ. Vị trí nó sẽ được quấn quanh lõi thép. Trong máy biến áp có hai cuộn dây quấn. Số 1 là dây quấn sơ cấp. Thứ hai là dây quấn thứ cấp. Làm thế nào để phân biệt được đâu là cuộn sơ cấp, đâu là cuộn thứ cấp?
thì chúng ta sẽ căn cứ dựa vào điện áp U, ký hiệu là chữ U các em. Đối với dây quấn sơ cấp sẽ được nối với nguồn điện áp đầu vào. Điện áp đầu vào đó chính là điện áp của nguồn điện của mạng điện trong nhà ha. Như hai điện áp của mạng điện trong nhà sẽ là 220V. Số vòng dây của cuộn sơ cấp ký hiệu là chữ N1. Liên quan tới sơ cấp thì ký hiệu là số 1 các em, bao gồm là U1 và N1. Đối với cuộn dây quấn thứ cấp sẽ nối với điện áp đầu ra, ký hiệu là U2. Điện áp đầu ra thì sẽ được nối với các đồ dùng điện, dùng để cấp điện cho các đồ dùng điện. Như đầu bài chúng ta nhớ đó, thì là quạt điện 110V sẽ được nối với điện áp, đó chính là điện áp thứ cấp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp ký hiệu là chữ N2. Vậy thì cái nội dung cần nhớ đối với phần dây quấn là có hai cuộn dây quấn sơ cấp nối với nguồn điện áp đầu vào U1 có N1 vòng dây, dây quấn thứ cấp nối với điện áp đầu ra U2 có N2 vòng dây. Phần 2 nhỏ, nguyên lý làm việc, phần này các em ghi là sách giáo khoa. Do là đây là chương trình giảm tải ha các em. 3 nhỏ, các số liệu kỹ thuật. Cô mời lớp quan sát hình máy biến áp 1 pha. Trên đây có ghi các số liệu như sau. 220V. Nếu các em nhìn thấy được thì ở đây ta ghi là input 220V, output 0V 250V và 2000V ampere. Bên dưới đây là 10 ampere. Các số liệu này có ý nghĩa gì? 220V. 220V nè. Đây là điện áp định mức đầu vào. 0V đến 250V cho biết là điện áp đầu ra. Vì máy biến áp này có điện áp đầu ra thay đổi từ 0V đến 250V. 10 ampere cho biết là đây là giá trị dòng điện định mức. 2000V ampere là công suất định mức của máy biến áp. Vậy thì các số liệu kỹ thuật của máy biến áp 1 pha sẽ bao gồm có các giá trị như sau. Gồm có công suất định mức, đơn vị là volt nhân ampere hoặc là kilovolt ampere. Điện áp định mức, đơn vị là volt, dòng điện định mức, đơn vị là ampere. Khi sử dụng máy biến áp 1 pha chúng ta cần lưu ý những gì? Lưu ý thứ nhất, sử dụng đúng điện áp định mức. Cũng giống với những các đồ dùng điện khác thì yêu cầu là điện áp của đồ dùng điện sẽ bằng với điện áp của mạng điện. Sử dụng phải đúng điện áp định mức. Lưu ý tiếp theo, không để máy biến áp làm việc vượt quá công suất định mức. Nếu trường hợp máy biến áp làm việc vượt quá công suất thì nó sẽ bị nóng các em ha. Nóng và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy biến áp. Đặt máy ở nơi khô ráo, thoáng khí, ít bụi. Phải kiểm tra cách điện an toàn trước khi dùng. Nói về kiểm tra cách điện thì chúng ta sẽ sử dụng bút thử điện để kiểm tra. Chúng ta sẽ thấy ứng dụng của máy biến áp ở đâu và một số đồ dùng điện ở trong nhà chúng ta thì thấy có biến đổi điện áp. Ví như là dây nguồn của tivi thì dây nguồn tivi hiện giờ đầu ra của nó là 19V, thì đây là điện áp đầu ra. Điện áp đầu vào thì các em thấy là cái dây cáp này sẽ được cắm vào nguồn điện của mạng điện trong nhà. Dây điện áp đầu vào là 220V. Đầu ra của nó là 19V thì nó đã thực hiện chức năng là biến đổi điện áp từ 220 xuống còn 19V. Tiếp tục là sạc laptop cũng vậy, điện áp đầu ra của nó là 19V, điện áp đầu vào là 220. Sẽ có trong radio hoặc là sạc điện thoại. Đây là hình ảnh của một số máy biến áp sử dụng mà chúng ta có thể thấy được. Bên dưới là máy biến áp được dùng trong gia đình. Ở phía bên trên là máy biến áp dùng trong công nghiệp. Thì ở đây các em sẽ thấy là nó sẽ thấy ở các trạm điện
hoặc là trên các cây cột điện ha các em, dùng để tăng hoặc là giảm áp. Chúng ta sẽ tóm tắt lại nội dung của bài này. Cấu tạo máy biến áp một pha gồm có các nội dung. Cấu tạo gồm lõi thép, dây quấn, vỏ máy. Về phần nguyên lý thì ghi là sách giáo khoa. Các số liệu kỹ thuật gồm có công suất định mức, công suất ký hiệu là chữ P các em. Đơn vị là volt nhân volt ampere hoặc là kilovolt ampere. Điện áp định mức, đơn vị là volt. Dòng điện định mức, đơn vị là ampere. Khi sử dụng cần lưu ý gì? Không sử dụng quá điện áp định mức hoặc là công suất định mức. Kiểm tra điện trước khi dùng, đặt máy ở nơi sạch sẽ, khô ráo. Đây là tất cả các nội tất cả nội dung của bài máy biến áp một pha. Thank you.